Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6. Ngày Quốc tế Yoga 2020 được tổ chức tại Phú Yên có chủ đề Yoga Refresh Your Life. Sự kiện có hơn 600 người đến từ các câu lạc bộ các tỉnh Phú Yên và các địa phương. Hoạt động có ý nghĩa khuyến khích cộng đồng nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe để phòng chống bệnh tật. Việc luyện tập yoga trong bối cảnh dịch COVID-19 cũng là một cách để nâng cao sức khỏe và đẩy lùi dịch bệnh.